Kính thưa quý vị, tôi là bác sĩ Mai Phương, chuyên về nội khoa chăm sóc tại gia cho các cụ cao niên. Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh kế bên cạnh bác Mỹ. Bác Mỹ là một bệnh nhân rất là quý. Mùa Giáng sinh năm 2020, bác sống sót COVID một lần. Bác rất là khỏe, có bị bệnh kinh niên nhẹ nhẹ, nhưng mà tự nhiên kêu bác sĩ Mai Phương nói là hơi ly bì, khó chịu. Tới đây thấy là bác hơi thiếu oxygen. Trước đây bác không bị bệnh phổi. Trong vòng 24 giờ bác phải nhập viện, thiếu oxygen, nhận chăm sóc rất là kỹ lưỡng cho COVID và sống sót. Sau đó phải nhập vô nhà dưỡng lão, tại vì nguyên gia đình của bác 3 thế hệ bị nhiễm COVID. Và bác phải chăm sóc ở nhà dưỡng lão. Hôm nay bác Mỹ có lời khuyến khích là chúng tôi ai ai cũng nên chích ngừa cho COVID, tại vì nó sẽ bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Xin mời bác. Năm nay tôi là 93 tuổi, tôi mới đi chích ngừa, rất là mạnh khỏe. Mong gia đình và tất cả cộng đồng nên đi chích ngừa cho khỏe. Dạ. Và quý vị đã nhớ là nếu mà chúng tôi không có chích đủ ngừa COVID là cái con vi khuẩn này nó sẽ thay đổi và sống chung với xã hội lâu dài. Cho nên ai cũng nên chích ngừa sau 16 tuổi, đi chích và bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Xin cảm ơn.